Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song tình hình kinh tế xã hội của xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch vẫn tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo sự thay đổi rõ nét của đời sống xã hội. Trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Xuân Lôi luôn quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của ban quản lý, ban giám sát cộng đồng, lấy ý kiến nhân dân về các chương trình dự án, các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, tích cực vận động nhân dân đóng góp ngày công, tiền, tài sản, công khai dân chủ, tập trung chỉ đạo các thôn đẩy mạnh tiến độ xây dựng các công trình giao thông, chỉnh trang nhà cửa, sân vườn và các công trình theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thì ở đây trên địa bàn xã Xuân Lôi đang tiến hành thực hiện cái xây dựng giao thông nội đồng, giao thông nông thôn, trục xã, trục thôn trên địa bàn và các cái tuyến đường giao thông nội đồng, giao thông thôn đang được xây dựng. Trong quá trình thực hiện thì có sự đồng thuận nhất trí cao của các hộ dân trên địa bàn toàn xã, các thôn xóm, thôn Đồng Xuân, thôn Lục Thụ, thôn Vân Tràng, thôn Cộng Hòa, thôn Thi Đua và một số các thôn ở trên địa bàn của xã, thôn Đoàn Kết cũng đã thực hiện tốt cái việc là vận động bà con nhân dân tham gia hiến đất, tặng đất, tài sản trên đất. Bà con nhân dân rất đồng thuận cao về cái chủ trương của Đảng, Nhà nước và cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Với sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị cùng với sự tham gia đóng góp tích cực của nhân dân, bộ mặt nông thôn mới của xã Xuân Lôi ngày càng rõ nét. Nhiều công trình phúc lợi xã hội như nhà văn hóa, đường giao thông, kênh mương, trường học đã và đang được hoàn thành. Cơ sở vật chất văn hóa đang được hoàn thiện với 13 trên 13 thôn đã có nhà văn hóa. Việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn dưới 5%. Đặc biệt, hiện nay các thôn đang tập trung triển khai hiệu quả việc xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Thực hiện cái nghị quyết của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, chi bộ thôn Đồng Xuân. Thôn Đồng Xuân đã thực hiện theo cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là có tuyến đường nội đồng thì được nhân dân cũng như là cán bộ nhân dân trong thôn là rất là nhiệt tình ủng hộ và tự hiến đất, tự hiến tài sản trên đất, và với cái số lượng chiều dài là khoảng trên 300 mét mà đã phải hiến tới hơn 40 mét tường rào cũng như là trên 40 cây gỗ và cây ăn quả, thì được nhân dân là rất đồng tình ủng hộ cũng như là hứng khởi và ủng hộ bằng không những bằng vật chất, bằng tinh thần và bằng tiền. Về Xuân Lôi hôm nay, nhận thấy không khí khẩn trương, người dân đang tập trung đẩy nhanh tiến độ về đích xã nông thôn mới.